Xin chào anh em. Thì kể từ ngày mùng 1 tháng 4 thì theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội. Không biết những ngày này thì các anh em như thế nào ạ? Mình thì vẫn loay hoay ở trong trại của mình thôi. Những cái việc gì mà cần thiết phải ra ngoài thì mình mới ra thôi. Tại vì hiện tại bây giờ dịch Covid-19 cũng rất là nguy hiểm rồi. Những cái gì ví dụ như là mua cám hoặc là những cái gì cần thiết cho cái trang trại của mình thì mình mới đi thôi. Thì ở nhà thì mình rất là băn khoăn là không biết làm clip gì để cho anh em xem đây. Vì trước đó thì mình cũng review rất là nhiều những cái clip về các loại giống bồ câu này, Thái này, bồ câu gà Mỹ này, hoặc là phân biệt trống mái như thế nào, hoặc là nguồn gốc con chim bồ câu Thái ra sao. Thì mình cũng rất là băn khoăn với cái việc mà trong cái thời gian rảnh này này, thì hiện tại cũng mình cũng phải cách ly giãn cách xã hội thì khoảng nửa tháng đấy. Thì thời gian rảnh mà nói chung là rất là nhiều. Thì mình cũng biết là nhiều người chăn nuôi hiện nay thì cũng đang lo lắng đầu ra của cái sản phẩm của mình như thế nào. Tại vì nhiều người cũng chia sẻ mình là nuôi gà này, nuôi heo này, nuôi vịt này, thì hiện tại đang cũng rất là lo lắng trong cái thời kỳ dịch bệnh như này. Tại vì thực hiện cái chỉ thị mà cách ly toàn xã hội này thì hầu như những cái người chăn nuôi hiện tại đang nhiều khi rơi vào cái tình trạng cũng rất là khó khăn. Tại vì người dân bây giờ thì hầu như là người ta rất là hạn chế trong cái việc mà ra ngoài. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh thì những cái hàng quán bán đồ ăn thì chỉ được bán mang về thôi, không được phục vụ khách tại chỗ. Chính vì vậy nhiều người họ cũng cái nhu cầu ăn uống của người ta cũng phải xem xét lại. Thì qua dịch khoảng một thời gian nữa thì không riêng gì cái ngành nông nghiệp, thì tất cả những cái ngành khác mới có cái cơ hội khởi sắc. Vì trong nhiều tháng tới thì mình cũng không biết là tình hình chung thế nào. Tại vì cái việc mà Covid-19 thì người ta vẫn chưa tìm ra vaccine hoặc là cái thuốc gì để chữa bệnh này. Thì trong cái thời gian mà mọi người ở nhà rảnh rỗi, mình thì cũng rảnh này, thì mình cũng hy vọng là làm những cái clip nó mới mẻ để cho anh em xem. Thì hôm nay thì mình sẽ làm clip để anh em xem về cái chữa cái bệnh chướng bồ diều ở cái con bồ câu anh em nhé. Đây là một cái lồng chim bồ câu có một con bị chướng bồ diều anh em này. Đấy, con này là hiện tại là diều của nó là bị chướng. Anh em có thể thấy ở miệng của nó đã bắt đầu nước nó chảy xuống này. Nước đang chảy xuống rất là nhiều. Và cái tình trạng chướng bồ diều này, theo mình suy nghĩ thì nó cũng phải chướng được khoảng một ngày nay rồi. Lượng nước cũng rất là nhiều trong bồ diều. Và để cứu những cái, nếu mà mình không có cái biện pháp cứu chữa kịp thời, thì cái loại bồ câu này, những con chim bồ câu bị chướng bồ diều này, thì có khả năng là nó sẽ bị chết. Mình cũng phải xoa cái diều để cái lượng nước ở bên trong nó thoát ra ngoài. Nếu mà cái lượng nước ở bên trong mà không thoát ra ngoài được thì nó sẽ chướng cái diều con bồ câu lên, và nó con bồ câu không ăn uống gì nữa mà là nó cứ lừ đừ ra, và nó dẫn đến cái tình trạng nó là con chim bồ câu nó bị chết nếu mà mình không cứu chữa kịp thời. Và khi mà mình phát hiện được con chim mà nào mà có cái vấn đề, ví dụ chướng bồ diều hoặc là bất cứ cái vấn đề gì khác, thì mình phải cách ly nó ra nhé. Mình sẽ cách ly ra liền luôn, không để chung với những con chim bồ câu khác. Mình để ở đây, mình không cho nó ăn uống, để sẽ mình thực hiện cái công việc đó là chữa trị cho cái con chim bồ câu này. Thứ nhất anh em phải hiểu này, cái diều là dự trữ cái thức ăn tạm thời của con bồ câu đấy. Hiểu đơn giản là một bộ phận của hệ thống tiêu hóa thôi. Và cái nơi này là nơi dự trữ cái thức ăn tạm thời khi mà con chim bồ câu nó ăn. Diều con bồ câu này các bạn này, thì nó được làm mềm bằng cái dịch vị và cái nước bọt từ cái tuyến của con chim bồ câu đó. Trước khi đi vào dạ dày nhá, thì thức ăn nó sẽ đi từ diều vào bao tử. Và nơi mà tiết các enzyme của con chim bồ câu nhá các bạn nhá, thì cái enzyme này nó sẽ hỗ trợ cái việc tiêu hóa. Và trong cái quá trình nó ăn như vậy á, thì thường thường như có những con chim bồ câu á, nó gặp vấn đề như diều bị chướng á, thì nó không thể đẩy cái lượng thức ăn mà khi nó ăn để đi xuống dạ dày được, mà nó tồn tại trong cái diều của nó.
nó tồn tại quá lâu thì cái diều này gây ra cái tình trạng này là cái diều nó bị trướng lên. Thì trong diều đó lúc đó thì tại vì nó tiết ra rất là nhiều enzyme mà thì nó sẽ gây ra cái tình trạng nó là ứ đọng nước ở bên trong, bội thực thức ăn và nước uống. Và đặc biệt trong cái khoảng thời gian mùa khô ấy, mà khi mà cái thời tiết mà nóng bức á, thì con bồ câu nó uống quá nhiều nước. Và khi mà nó uống quá nhiều nước và thức ăn á, thì nó xảy ra tình trạng nó là bội thực. À, vậy thì để làm sao để cứu chữa những cái con chim bồ câu nó bị trướng bồ diều, thì như lúc nãy thì mình cũng có quay cái hình ảnh đó là con chim bồ câu đó mình dốc ngược nó lên và nước ở trong cái bồ diều của nó chảy ra rất là nhiều. Thì trong lúc mà mình dốc cái con chim bồ câu ngược như vậy á, thì mình cũng nên xoa vào cái diều, xoa bóp diều của con chim bồ câu để làm sao để cái lượng nước nó thoát ra ngoài một cách hiệu quả nhất. Phát hiện một con chim bồ câu như vậy thì mình bắt đầu mình tiến hành mình lật ngửa con chim bồ câu lên và mình xoa bóp. Và mình xoa bóp nhẹ chứ không nên làm quá mạnh, tại vì nếu mà mình là quá mạnh thì nó xảy ra tình trạng là vỡ bồ diều con chim bồ câu, khả năng sống sót của nó là hầu như là không thể rồi. Lúng túng thì mình hoàn toàn có thể gọi thú y đến để cứu chữa cho con chim bồ câu này. Tại vì nhiều anh em khi mà nuôi chưa quen á thì rất là khó khăn trong cái việc mà cứu chữa mà khi bồ câu bị bệnh. Sau clip này thì mình cũng hy vọng là anh em xem clip có thể tự cứu chữa cho con chim bồ câu của mình. Tại vì cái tình trạng mà trướng bồ diều này thì nó cũng xảy ra cũng ít gặp thôi chứ không phải thường xuyên lắm. Ở trại của mình thì thời gian rảnh thì mình thường đi quan sát ở xung quanh trại. Ví dụ như là gặp những cái lồng nào mà có chim bồ câu mà mình nhìn thấy, mình trông thấy có vẻ như là cái cặp bồ câu này nó, con này nó có vấn đề hoặc là làm sao đó, thì mình sẽ quan sát thêm và cách ly nó liền. Tại vì hiện tại là thời gian dịch Covid này từ đầu năm đến giờ là hầu như là không phải mình nghĩ không phải mình đâu mà tất cả nhiều những anh em khác, cái việc mà thời gian rảnh cũng rất là nhiều. Và trong cái thời gian rảnh như thế này này, cái lượng tiêu thụ hàng hóa thì nói chung là mình cũng vẫn tiêu thụ được chứ không phải không các bạn nhé. Nhưng mà nó so với cái thời kỳ mà thời điểm trước dịch bệnh thì nó cũng có một chút nó bó hẹp lại. Nhưng mà trong cái thời gian này thì theo mình tính toán và suy nghĩ là cái việc mà thời gian mà anh em có thể đầu tư thêm và nhân giống cái bồ câu, đặc biệt là nhân giống anh em nhé. Và trong cái thời gian này, ví dụ là anh em nào mà tiêu thụ không được bồ câu ra ràng thì anh em nên tính toán đến cái việc mình tiếp tục mình nhân giống trong cái giai đoạn khó khăn này. Thì ngày hôm nay thì ngoài cái việc mà giới thiệu cho anh em cái cách làm sao để cứu chữa cho con chim bồ câu mà khi nó bị trướng bồ diều, thì mình cũng cho anh em xem luôn là bồ câu ra ràng ở trại của mình, cho anh em xem luôn để anh em tận mắt chứng kiến cũng như là xem cái cân nặng của một cái cặp bồ câu ra ràng. Thì mình sẽ cân luôn, mình sẽ đem một cặp bồ câu ra ràng cân cho anh em xem luôn, là xem thử nó là bao nhiêu lạng, để có gì mình mắt thấy tai nghe mình nhìn thấy luôn. Vì nhiều khi anh em có những cái comment lại bảo mình bồ câu này bao nhiêu lạng bao nhiêu ký thì nó không chân thật. Hôm nay mình cân luôn cho anh em xem. Chim bồ câu này thì tầm khoảng 20 đến 25 ngày đó anh em nhé. Khoảng trên 20 ngày. Mình sẽ cần thử xem là nó được trọng lượng nó bao nhiêu. Đây là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt anh em nhé. Bồ câu Thái. Đây, mình sẽ đem mình cân thử cho anh em xem luôn. Rồi, bây giờ mình xem được trọng lượng bao nhiêu.
tầm khoảng 1 ký, ký 2, ký 3. Tầm khoảng 1 ký 3 anh em nhé, cho một cặp chim bồ câu ra ràng nuôi tầm khoảng trên 20 ngày. Chim bồ câu ra ràng này thì mình hoàn toàn là đối với cặp chim này thì mình đã có thể mang đi tiêu thụ được anh em nhé. Và nhiều ngày qua thì nhiều anh em gọi điện thoại đến cho mình là hỏi xem là tháng ngày 15 tháng 7 năm nay là có phát bồ câu miễn phí cho bà con nuôi phát triển kinh tế hay không. Thì anh em có gọi điện này, anh em có nhắn tin trên Facebook Nông Dân Làm Giàu này, anh em cái đó là cái fanpage của mình anh em nhé, và nhắn tin cho kênh YouTube mà Nông Dân Làm Giàu này thì hỏi về cái việc mà phát bồ câu ra sao và năm nay là phát như thế nào. Thì anh em cũng để lại số điện thoại bên dưới cũng rất là nhiều. Các anh em biết là 10 năm nay thì trại Minh Dũng mình cứ đến ngày 15 tháng 7 mỗi năm thì mình, anh em mình sẽ phát bồ câu cho những cái hộ nông dân mà thực sự khó khăn mà muốn nuôi bồ câu đấy, để tổng hợp là những cái anh em nào mà thực sự mà có là khó khăn đấy, thì anh em có thể vui lòng comment ở bên dưới anh em nhé. Anh em comment ở bên dưới clip luôn, để lại số điện thoại và để lại cái địa chỉ quá trình mà trại mình mà tổng hợp danh sách nhé. Tại vì khi mà anh em để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới này thì trại mình sẽ xác minh là xem cái trường hợp của anh em là có thật sự như vậy hay không. Và ngoài ra thì anh em có thể là đăng ký kênh YouTube của mình này, để khi nào mà mình cần cái anh em cung cấp thông tin thì nó cũng dễ dàng. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ trao cho ưu tiên cho những anh em mà quan tâm đến cái thông tin ở trại mình nhé. Anh em có thực sự quan tâm hay không, tốt nhất thì anh em có thể đăng ký kênh của mình này và comment ở bên dưới để lại cái thông tin. Thì sau đó ở trại mình sẽ đi xác minh là xem từng cái trường hợp cụ thể nào thì mình mới phát bồ câu vào tháng 7 này anh em nhé. Và clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây.